Xin chào anh em. Hôm nay là video giới thiệu cho anh em cây Condor thẳng. Cây này được gọi là cấu hình cao nhé. Đồ áp và đồ xịn. Điện thoại từ bình carbon 1.5, van cricket, hộp rút, kính Dico VT1, khung nhập, chân chống laser to. Cái này giao cho khách ở Hà Tĩnh, tiện thể mai giao thì hôm nay làm video để giới thiệu anh em về dòng sản phẩm của mình. Thì mình nói qua về sản phẩm thôi, còn nói chủ yếu là mình còn muốn tâm sự cái vấn đề là các bác đặt hàng và nhận hàng. Như hôm nay anh em mình đi giao hàng xong ấy, gặp khách thật sự là các ông sợ thật. Các anh đấy có thể ở địa bàn của các anh đấy các anh không sao cả, các anh nhận hàng COD, nhưng mà bọn em làm ăn COD rất khó, để gửi được COD nó rất chi là khó rồi. Nhưng các anh không hiểu, đã nói rồi, các anh nhận hàng được phép kiểm tra, nhưng mong các anh kiểm tra có ý thức một tí, bởi vì nhân viên biêu tá người ta đi giao hàng người ta không biết là bọn em gửi cái gì, chỉ có đầu gửi bọn em thì người ta biết là bọn em gửi cái gì thôi, còn đầu nhận người ta sẽ không biết, họ đi phát không biết là phát cái gì đâu. Khi các anh mở ra như này, tá hỏa ra cái, các anh đặt súng gửi có bưu điện, làm sao người ta chấp nhận được? Người ta về báo lại ngay với công an, báo lại ngay với biêu cục tổng là bọn em không thể gửi được hàng cái nữa, và rất chi là khó khăn cho những anh em tiếp theo đặt hàng. Các anh em đằng sau muốn đặt hàng COD thì rất khó, không thể gửi được. Nói luôn các bác là bây giờ bọn em không gửi được hàng COD nữa rồi. Đấy. Các bác là có nhu cầu liên hệ số điện thoại em vẫn cung cấp, nhưng mà các bác kiểm tra COD như thế này em không làm được nữa, trừ những khách nào khách quen. Đấy. Các bác vẫn rất nhiều các bác có ý thức, các bác nhận hàng, có cả những anh em nhận hàng không cần kiểm tra luôn, hàng ok, nếu thiếu cái gì bọn em vẫn cứ bổ sung theo sau, chứ không có chuyện lừa đảo hay như nào cả. Đấy, shop em làm thì cũng lâu rồi, nhưng mà gặp này trường hợp nhiều quá, em cũng muốn an toàn và muốn bán được hàng, rất muốn bán được hàng cho anh em để anh em chơi mà em bán em được tiền, nói thật luôn là bán hàng để được tiền. Nhưng mà các bác làm cái này thì em rất chi là khó làm, không phải riêng em mà rất nhiều anh em khác nữa muốn làm view đồng kiểm cho anh em yên tâm, sợ tránh bị lừa, nhưng mà các anh em lại làm cho người khác khó khăn. Vậy nhắc nhở những anh em nào đã đặt hàng và có ý định chuẩn bị đặt hàng thì lưu ý dùm em, nhận hàng được đồng kiểm nhưng mình lưu ý kiểm tra hàng kín đáo, không để nhân viên bưu tá biết mình đặt cái gì, mua cái gì thì em mới bán được cho những khách hàng tiếp theo. Các anh em nhé. Shop bên em thì đầy đủ cung cấp tất cả các loại mặt hàng cho anh em, từ củi, kẹo, khuôn. Mua hàng bên em một cây hoàn chỉnh thì sẽ được cả một túi xách, theo cây thì có theo bơm rồi kính, còn cây giảm với chân trống kia là không có nhé, giảm chân trống với cả cái ốp bình này là không có đâu. Một cây đầy đủ gồm có van, kính, bình, bơm, giảm, khung, cò, ruột, lòng và được tặng một cái túi này. Đấy, còn những cái bao đựng này, laser này và chân trống anh em nào có nhu cầu thì đặt thêm, mình tặng thêm. Còn nếu mà anh em lấy một cây cấu hình cao full phụ kiện thì mới có những phụ kiện đấy đi theo anh em nhé, còn một cây tầm trung của nó ấy, thì sẽ không có những phụ kiện đi theo, phụ kiện đi theo là mình phải mua thêm đấy. Đây là video này thì giới thiệu lại cho anh em đấy cái cách thức bên mình ấy, thì bây giờ là không COD được, anh em nào xa xôi Trung miền Nam, vùng biên giới hải đảo thì anh em thông cảm, anh em đặt hàng thì nhận hàng không đồng kiểm. Anh em đồng ý thì liên hệ cho em số điện thoại kia, còn nếu không đồng ý thì thôi, mình đỡ mất thời gian của nhau. Đấy. Còn anh em nào đã đặt hàng bên em rồi ấy, thì biết là bên em chất lượng, bên em thì cung cấp đầy đủ hết tất cả kẹo, cả củi, bán kẹo. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em số điện thoại nhé để đặt hàng. liên hệ trực tiếp để biết cách đặt hàng anh em nhé. Chào toàn thể anh em.